Chào các em, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái phần bài tập liên quan đến câu chủ động. Thì trước khi mình vào các bài tập thì cô muốn các em nhớ lại cái bảng tổng hợp các chuyển đổi các hình thức động từ của một số thì nha. Rồi chúng ta ghi nhớ. Thì hiện tại đơn, chúng ta đã học là hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành. Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá tương lai đơn. Và còn hai trường hợp đặc biệt là be going to và Modal verb. Cái dạng bài tập đầu tiên mà cô đi sẽ là choose the correct answer, chọn đáp án đúng. Đây là cái dạng chọn đáp án cho A, B, C, D, một trong những dạng phổ biến trong cái bài thi vào lớp 10. Và đối với cái dạng này thì chúng ta lưu ý, chúng ta thường gặp hai cái dạng bài. Thứ nhất là dạng bài ngữ pháp về là dạng bài về từ vựng và dạng bài chọn về ngữ pháp. Thì nếu mà là dạng bài về từ vựng thì chúng ta phải hiểu rõ được câu, phải nhớ được từ vựng hoặc là những cái từ đi kèm từ vựng thì chúng ta mới làm bài được. Nhưng đối với cái bài tập ngữ pháp thì chúng ta chỉ cần nhớ cấu trúc câu và thì nha, không cần phải dịch nguyên câu đó. Rồi, bài tập đầu tiên cô đưa ra là câu số 1. My house in 1999. Chúng ta thấy có bốn phương án: is built, was built and had been built. Vậy làm sao để chúng ta chọn được đáp án đúng? Thì chúng ta thấy ở đây trong câu này, ở phía sau cái ô trống đó nó không có gì cả, nó chỉ là một cái cụm giới từ chỉ thời gian vào năm 1999 và có my house là chủ ngữ của câu. Thì chúng ta đoán ở đây là một cái câu bị động nha. Tại vì ở đây phương án A, B, C, D nó có cho một cái dạng là chủ động was building. Thì chúng ta loại bỏ cái phương án này trước tiên. Was building nó không phải là câu chủ động nên không dùng was building được. Rồi, bước thứ hai, chúng ta xem là chúng ta sẽ xem cái giới từ chỉ thời gian in 1999, đó là một cái thời điểm ở trong quá khứ. Vì vậy, cấu trúc ở đây chúng ta sẽ áp dụng là một cái cấu trúc câu bị động ở trong quá khứ, ở thì quá khứ đơn. Vậy cấu trúc ở đây chúng ta sử dụng sẽ là my house là ngôi, là chủ danh từ số x, là danh từ số x nên chúng ta sẽ dùng động từ to be ở dạng số x là was, và lúc đó động từ ở đây chúng ta sẽ dùng verb 3 hoặc là verb ed. Vì vậy đáp án đúng sẽ là đáp án nào? Từ cái cấu trúc này, từ cái công thức này thì chúng ta dễ dàng chọn được đáp án đúng. Đó là đáp án C, was built. Đối với dạng bài tập này thì chúng ta nếu mà có các phương án trả lời nào mà rõ ràng sai thì chúng ta có thể loại bỏ bớt nha. Sau đó thì chúng ta dễ dàng tìm được cái đáp án đúng hơn. Rồi, qua câu số 2 cũng là ở dạng này. Cái này cũng tương tự. The church about 100 years ago was built, is built, had been built và will be built. Trong cái bài này thì tất cả các phương án A, B, C, D đều là ở dạng động từ dạng bị động cả ha, động từ dạng bị động cả. Vậy để làm đúng thì chúng ta phải xem ở cái mốc thời gian người ta cho là ở thì nào. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có từ ago. Ago là cách đây, thì thời gian ở đây là ở quá khứ rồi, cách đây 100 năm ha, thời gian ở quá khứ rồi. Thì tương tự như câu số 1 chúng ta cũng áp dụng cấu trúc là was cộng verb pre verb ed, bởi vì the church là danh từ số x. Và đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án A. Rồi, câu 1 và câu 2 nó tương tự nhau nha, đều là ở thời điểm quá khứ. Rồi, sang câu số 3. Câu số 3 thì chúng ta lưu ý, ở đây người ta chỉ cần chúng ta điền động từ thôi. Động từ còn cái phần is being at the moment, cái thời điểm mà đang đang diễn ra ở hiện tại thì người ta đã có rồi. Thì bây giờ ở cái bài này, câu hỏi này mà nếu em nào mà không có nhớ cấu trúc thì chúng ta dùng phương pháp loại nha, loại bớt những cái phương án không đúng. Phương án A chúng ta thấy ở đây có is being rồi, động từ ha, được chia theo cái chủ ngữ là the room. Động từ được chia theo cái chủ ngữ the room. Mà đáp án A này, phương án A này cho chia thêm một lần nữa was clean. Không có chủ ngữ gì ở phía trước mà chia hai cái động từ chia liên tục mà đều là động từ chính như vậy thì nó là không có đúng nha. Thì chúng ta sẽ loại bỏ cái phương án này.
Tiếp theo chúng ta xét cái phương án đi. Phương án đi. Phương án đi là sau động từ to be thì nó phải là, chúng ta nhớ sau động từ to be thì một là verb in, hai là verb to hoặc là verb ed, chứ không có verb nguyên mẫu như vậy được. Vì vậy phương án này chúng ta cũng loại bỏ. Qua phương án C. Phương án C chúng ta thấy này, ở đây không có cái tân ngữ ở phía sau, chỉ có the room là làm chủ ngữ thôi, thì đây là một câu bị động rồi, không có thể dùng cái trường hợp động từ chủ động ở đây được, nên phương án C chúng ta cũng loại bỏ luôn nha. Và ở đây chắc chắn là chúng ta đang sử dụng cấu trúc là am is are being cộng verb 3 verb ed, là câu chủ, câu bị động ở thì tương hiện tại tiếp diễn. Vì vậy đáp án đúng sẽ là B. Rồi, sang câu số 4. All the information we need tomorrow, nghĩa là had been provided, will be provided, will provide and has provided. Cũng tương tự nha, nếu mà chúng ta loại bỏ các phương án nào ở chủ động đi, tại vì tất cả những cái dạng bài tập này là liên quan đến câu bị động. Chúng ta sẽ loại bỏ. Tại vì chúng ta thấy nè, ở cái sau ô trống này nó không có một cái tân ngữ nào nữa hết, mà nó chỉ có là khoảng thời gian, trạng từ chỉ thời gian, hoặc là giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ nơi chốn. Thì ở đây chúng ta xác định là câu chủ động, à câu bị động nha. Thì chúng ta lưu ý ở cái danh chủ ngữ trong câu này, all the information we need, có chữ này we need. Thì các bạn, nhiều bạn là lăng tăng ở đây có chữ we need nữa, không biết phải chọn như thế nào. Thì chúng ta thấy we need ở đây chỉ là cái mình đề phụ, nó bổ nghĩa cho kiểu information, nên là chúng ta không có xét đến nó nha, không cần phải quan tâm đến nó. Chúng ta quan tâm đến chủ ngữ chính ở đây là information, và nó là danh từ không đếm được, số ít. Thì là câu bị động nên chúng ta cũng loại bỏ bất các phương án ở chủ động. Có phương án nào ở chủ động ạ? Phương án thứ nhất là will provide, will provide nó là động từ chủ động rồi, không có dùng. Và phương án thứ hai là khi nào mà câu bị động chúng ta phải có be ở đó nha, nhìn thấy be ở đó thì là trước động từ, be ở trước động từ thêm ed hoặc là trước động từ verb 3 thì lúc đó là câu bị động. Have provided chúng ta cũng bỏ luôn. Và ở đây còn hai phương án, thì với hai phương án này thì nó đều là câu bị động ha, động từ bị động. Thì muốn ta muốn xét là chúng ta sẽ dùng A hay B thì chúng ta phải nhìn xem trạng từ chỉ thời gian ở đây là gì. Trạng từ thời gian ở đây là tomorrow, thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc nào? Will be và cộng verb pre verb ed. Vì vậy đáp án đúng của chúng ta ở câu này là B, will be provided. Rồi, sang câu số 5. Cũng là một cái bài tập tương tự. Những cái câu này là những câu cô trích từ trong cái đề luyện thi và cái đề thi trong những năm gần đây nha. Tức là tất cả các dạng bị động thì nó thường thường ra là một cái gì đó đang được xây dựng ha, hoặc là được xây dựng bao lâu rồi nha. Cái dạng này rất là phổ biến. À, chúng ta xem, xét về câu này các bạn thử chọn nè, các em thử chọn thử là đáp án ở câu này sẽ là gì. Ở đây cũng tương tự nha, tất cả các phương án trả lời đều là dùng bị động rồi nên không có loại trừ nha, không có loại trừ nha. Mà bây giờ chúng ta phải xét xem là cái mốc thời gian ở câu này là gì. Cái mốc thời gian ở câu này chúng ta có thấy có từ at present, at present là ở thì hiện tại tiếp diễn, đúng không? Thì cấu trúc của nó chúng ta cần dùng là is, are, cộng being, cộng verb to hoặc là verb ed. Và chúng ta lưu ý khi mà xác định được công thức rồi thì chúng ta phải nhìn chủ ngữ của câu là số ít hay là số nhiều. A new bridge, rõ ràng là danh từ số ít rồi không? Thì chúng ta sẽ dùng từ is và being và sau đó là quá khứ phân từ của động từ build. Ha? Thì ở đây đáp án đúng, các em chọn nào? Đáp án đúng sẽ là A. Ha. Rồi, chúng ta cứ xác định câu nha, xác định câu chủ động, câu bị động, sau đó xác định cái thời gian và đưa ra công thức thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được đáp án đúng. Qua câu số 6, references in the examination room. References ở đây nhiều khi là không có hiểu, không có hiểu nghĩa, cũng đừng có cố gắng dịch nghĩa. Nhiều bạn là cứ dành thời gian dịch nghĩa xong rồi là cũng hết giờ luôn, vừa mất thời gian mà nó vừa không hiệu quả.
Thì chúng ta xác định ở đây cũng có cụm từ, cụm giới từ in the examination room, cụm giới từ chỉ nơi chốn. Thì rõ ràng ở đây không có tân ngữ, câu này vẫn là câu bị động. Và bốn phương án của chúng ta, rồi xem xét bốn phương án của chúng ta nha. Chúng ta có thể loại bỏ một vài phương án không đúng. Phương án thứ nhất, chúng ta thấy có trạng từ not, đúng không? Câu phủ định. Thì not nó thường đứng ở đâu? Vị trí của nó là đứng ở sau động từ to be. Nó không thể đứng trước động từ to be được. Vì vậy, đây cũng không phải là một phương án đúng. Rồi, tiếp theo, chúng ta test phương án C. Phương án C của chúng ta, ở đây là phủ định ở quá khứ đơn. Didn't rồi mà còn dùng use thêm đi nữa. Thì rõ ràng là nó không đúng rồi, đúng không? Nó không đúng. Với nữa, đây là người ta đang dùng động từ ở chủ động cũng không đúng luôn. Chúng ta bỏ. Phương án C, chúng ta bỏ nhé. Còn phương án B nào? Chúng ta thấy phương án B, references ở đây là danh từ số nhiều, thấy không? Có S ở sau này này. Nên chúng ta cũng dùng Y. Động từ là Y, chúng ta cũng không có dùng luôn. Nên đáp án ở đây chúng ta dễ dàng tìm được là đáp án D. Are not used. Rồi, bài tập số 7. This house is growing. Gì đó, hai. Thì ở đây, sau này, sau ô trống này nó cũng không có gì luôn nha. Không có gì thì là câu này là một câu bị động luôn. Is sold, being sold, to be sold và to sell. Thì trước hết chúng ta cũng loại bỏ một cái phương án nào trước. Phương án A. Đã có is going rồi đúng không? Is going rồi mà thêm is sold rồi nè. Là không có đúng rồi. Nha, chắc chắn là không đúng. Tiếp theo, is going rồi. Sau going mà dùng be in nữa thì nó có đúng không? Cũng không đúng luôn, chúng ta cũng loại bỏ luôn. Và phương án D, be going to sell, ai đang bán, ai dự định bán, đúng không? Be going to này là dự định ở tương lai đó. Ai dự định bán, không phải là this house được, nên là nó cũng không phải là đáp án đúng. Cái này chúng ta sẽ dùng là be going to, và sau đó là động từ ở quá khứ, động từ ở bị động, be sold. Rồi, câu số 8. Câu số 8 này nhìn vào thì nếu mà bạn nào mà nhìn vào thì nó khá rối đúng không? Cho nguyên một câu và không biết phải như thế nào. Cái chữ gạch chân và chữ bôi đỏ là cô làm cho nó rõ ràng hơn chứ không phải là đề ra cho nha. You have to do your homework every day. Bây giờ chúng ta thấy bốn phương án vậy chúng ta cũng loại trừ bớt phương án không đúng. Các em loại trừ như thế nào? Đọc lướt qua tất cả các phương án nha. Đọc lướt qua tất cả các phương án. Rồi xem phương án nào không đúng. Phương án đi rõ ràng là không đúng trước nha. Tại sao? Your homework, nó là tân ngữ được đưa lên làm chủ ngữ. Nhưng mà ở đây your homework là động từ. Là danh từ không đếm được. Nó luôn luôn ở số ít. Nên chúng ta không thể dùng từ have được. Bỏ luôn, không dùng từ have được. Rồi phương án tiếp theo là có một cái phương án là ở câu chủ động đúng không? Had to do. Do homework mà had to do, had to do là câu chủ động rồi, ai đó phải làm gì, nhưng không phải là do homework had to do được, nên câu này cũng không có đúng. Rồi còn lại hai câu, do homework has been done và had to be done. Thì chúng ta lưu ý ở đây có chữ have to này không phải là có đâu nha. Have to này nó là bằng với từ must, nó giống như là động từ khuyết vậy đó, là phải làm gì. Thì chúng ta nhớ cấu trúc sau have to hoặc là must phải là động từ nguyên mẫu nha, cấu trúc động từ nguyên mẫu. Vì vậy, cấu trúc ở bị động, ở câu bị động của cái dạng này là have to hoặc là has to hoặc là must cộng be cộng verb three và verb ed. Từ đây thì chúng ta cũng dễ dàng để chọn ra được đáp án đúng ha. Đáp án đúng sẽ là C ha. Chúng ta có has to be done every day. Và câu cuối cùng trong cái dạng bài tập này sẽ là our class into four groups when we have an English lesson. Rồi, có bốn phương án. Ở đây chúng ta thấy có chữ xuất hiện của chữ usually. Usually. Ở đây tương tự nha, chúng ta thấy sau này là cùng giới từ. Trong này chủ ngữ là our class, đây là câu bị động. Nên mà cái chỗ nào mà là câu chủ động thì chúng ta bỏ đi nha. Bỏ phương án A, câu chủ động. Còn những cái phương án nào nữa? Phương án C. Phương án C vừa là câu chủ động vừa là sai vị trí của usually. Usually là trạng từ chỉ tần suất, nó đứng ở đâu? Nó đứng ở
trước động từ chính và nó đứng sau động từ to be, đúng không? Cái này cũng không có đúng luôn. Be này không thể để nguyên mẫu như vậy được. Và cái vị trí của usually nó cũng sai luôn. Chúng ta có thể dùng phương pháp loại suy, loại trừ và chọn ra đáp án đúng. Rồi, xong cái phần to the correct answer. Bây giờ cô sẽ đi xe qua thêm một cái dàn bài tập nữa là rất là phổ biến nha. Đó là chọn đáp án sai. Hãy chọn cái từ hoặc cụm từ người ta có gạch chân là ABCD và chúng ta sẽ xem là chỗ nào sai. À, ở đây người ta không yêu cầu sửa nên chúng ta chỉ cần khoanh tròn đáp án sai thôi nha. Rồi, bài tập này cũng liên quan đến câu bị động. Nhìn vào câu số 1 nè. This book was written by Jack London, an American writer. Thì đối với dàn bài tập này, thường nó hay sai về ngữ pháp nha, thường hay sai về ngữ pháp và đặc biệt là động từ trong câu, động từ và chủ ngữ trong câu nha. Có xem chủ ngữ nó có theo động từ không, có hòa hợp với động từ có hòa hợp với chủ ngữ hay không, có chia đống thì hay không. Thì ở đây trước hết ở đây có bốn phương án, nhiều bạn cũng rất là phân vân không biết bắt đầu như thế nào. Thì cô sẽ xem là động từ chính trong câu nha, đem xem động từ chính trong câu. Thứ nhất chúng ta thấy chủ ngữ là this book. À, và ở đây by thì rõ ràng đây là một câu chủ câu bị động, rõ ràng đây là một câu bị động. Vậy chúng ta sẽ thấy động từ trong câu dùng was writing thì nó có đúng không? Trong câu bị động thì cái chỗ writing này chúng ta phải dùng là cấu trúc là be và writing ở đây chúng ta phải chuyển sang gì? Written ha, was written thì là mới đúng nha. À. Rồi, mình sang câu số 2. Câu số 2 tương tự nha. Chúng ta cũng set A, B, C, D ở đây. A, B, C nó nằm ở động từ chính luôn rồi. Và chỉ có D là nằm ở cái phần sau thôi. Thì chúng ta set động từ chính trước, động từ chính trong câu. Ở đây chúng ta có trạng từ next week. Dùng A, B. A, B chắc chắn không đúng rồi đúng không? Không có cái nào mà A rồi còn B ở sau ngay sau nó nữa nha. Thì ở đây chúng ta thấy next week câu bị động ở tương lai ha, câu bị động ở tương lai thì chúng ta sẽ xác định sẽ dùng cấu trúc gì? Will be cộng với true verb ed. Vì vậy đáp án sai ở đây là gì? Chúng ta copy destroy thêm ed là đúng rồi. Vậy phương án sai ở đây sẽ là phương án A ha. Và ở đây chúng ta sẽ sửa lại như thế nào? Chúng ta sẽ dùng will. Rồi. Các em nắm được cách làm chưa? Rồi qua làm bài câu số 3 nào. Câu số 3 cũng tương tự ha. Câu số 3 cũng tương tự. Đây là cùng một cái dạng ha. Đã có cấu trúc sẵn rồi đó. Cô lúc nãy cô đã cho cấu trúc sẵn rồi đó. Bây giờ chúng ta cũng xét nha. Hãy xem động từ chính. Động từ chính ở đây là is going to ha. Is going to a car is going to. Rồi chúng ta sẽ xét nào. Ở đây chúng ta thấy có cấu trúc là be going to. Be going to. À, phải không? A car is going to. A car mà y là nó hợp lý rồi ha. A car is going to. Và lúc này chúng ta thấy cái cấu trúc bị động đi theo sau going to sẽ là be còn verb true verb ed. Nhưng mà ở đây người ta dùng gì đây? Been. À, thì rõ ràng đó không phải là một đáp án đúng. Và chúng ta sẽ sửa lại ở đây thành be. À. Rồi còn thêm một câu dạng này nữa. When it was first established in 1973. À, ở đây cái câu này nó có hai mệnh đề ha, mệnh đề chính và mệnh đề phụ ha, mệnh đề trạng ngữ đi ở phía trước. Thì chúng ta cũng xét, có thể xét nha. Xét thứ nhất ở trong mệnh đề chính này, mệnh đề chính động từ mệnh đề chính ở quá khứ này vào năm 1973 thì là nó cũng đúng rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ sang xét động từ ở trong mệnh đề phụ, mệnh đề trạng ngữ nha. Thì xem nó như thế nào. Ở đây rõ ràng là cũng là câu bị động. Câu bị động thì chúng ta thấy ở đây quá khứ đơn. À quá khứ nha. Quá khứ thì chúng ta thấy có was là ok rồi đúng không? Yes thì dùng was là ok rồi. Nhưng mà cái phần sau này như thế nào? À chưa đúng, không có thể dùng động từ nguyên mẫu ở đây được. Vì vậy phương án này là phương án sai. Và nếu sửa lại chúng ta sẽ sửa lại như thế nào? Established là thêm ed vào thành established. Ok. Yeah. Đó, rất là dễ đúng không? Rồi, đây là câu số 5 nha. Sorry, đây là câu số 5. Câu cuối cùng của bài tập này. Đây là một câu hỏi. Câu hỏi, nó cũng có hai vế. À, vế chính và vế phụ. D
is the heart broken when you were away. Rồi A, B, C, D, chúng ta cũng thấy có bốn phương án A, B, C, D. Chúng ta thấy chủ ngữ ở đây là the house ha. Và ở đây có verb tree là broken, bị động ha. Thì chúng ta sẽ xét như thế nào? The house nó là chủ ngữ ha. Và chúng ta thấy câu hỏi mà trong câu bị động á ha, phải có động từ to be nha. Trong tất cả các dạng câu bị động phải có động từ to be, và đứng đầu câu bị động phải là một cái động từ to be nha. Chắc chắn đứng đầu câu hỏi bị động phải có là động từ to be. Thì ở đây rõ ràng cái từ did này nó không đúng không? Did thì dùng trong câu chủ động ở quá khứ đơn. Did này nó không đúng. Mà nếu did ở đây thì broken này nó phải là nguyên mẫu ha. Thì chúng ta sẽ thấy đây là câu chủ động, à câu bị động, xin lỗi. Đây là câu bị động, vì vậy chúng ta sẽ dùng một cái từ was hoặc là were nó tương ứng nha. Thì chúng ta sẽ thấy the house là danh từ số ít nên chúng ta sẽ dùng là was. Vì vậy ở đây chúng ta cần sửa lại là was. Rồi. À còn một phần nữa. Còn một câu nữa. Câu này cũng khá hay nha. Câu này khá hay. Việt Nam National Anthem Calling, tiếng quân ca, was written in 1954. Rồi. Câu này chúng ta thấy là có chủ ngữ khá dài ha, phần chủ ngữ Việt Nam National Anthem và sau đó là cái phần bổ nghĩa cho chủ ngữ nữa, calling tiếng quân ca, và was written in 1954. Cái này chúng ta không cần dịch nghĩa, nhiều bạn thấy cái chữ anthem chúng ta không biết nghĩa là gì ha, thì tiếng quân ca nó chính là tiếng quân ca đó, đó là bài quốc ca Việt Nam. Thì chúng ta cũng tương tự xét là một cái gì đó của Việt Nam mà được viết năm 1954. Thì chúng ta thấy ở đây quá khứ 1954 được viết. À, cấu trúc tương đối ổn đúng không? Rồi, chúng ta tìm thêm một cái động từ nào để xét, đó là động từ calling. Ở đây calling là động từ ở câu chủ động, động từ chủ động nha. Dùng ở đây có đúng không? Calling động từ chủ động dùng ở đây không đúng. Ở đây thật ra nó là một cái phương án sai và viết tắt. Đây là dạng rút gọn của which were called ha, cái mà được gọi là, đây là mệnh đề quan hệ nha, đây là mệnh đề quan hệ và người ta lược bỏ đó. Nhưng mà ở đây không phải là calling mà chúng ta phải là called ed nha, nên đây là một phương án chưa đúng. Rồi. Cô đã đi hai cái phần bài tập, đó là bài tập chọn đáp án đúng và bài tập chọn phương án sai nha. Phương án cần sửa. Và bây giờ là cái phần bài tập cuối cùng, đó là phần bài tập về viết lại câu. Hãy viết lại câu, hoàn thành câu thứ hai mà nghĩa nó không đổi so với câu thứ nhất và giữ nguyên nghĩa của câu thứ nhất. Thì đối với dạng bài tập này chúng ta sẽ làm như thế nào? Trước hết câu số 1, people make wine from grapes. Và người ta cho từ wine này rồi. Thì ở đây chúng ta xác định nha. Cấu trúc câu people make wine thì ở đây là adverb of và có một cụm từ, cụm giới từ from grapes đi theo sau. Thì nhớ là có cụm giới từ hay là cụm tràng từ nha, cùng giới từ tràng từ hay là một cái tràng từ chỉ hơi trốn thời gian gì đó chúng ta phải viết theo kèm, không có bỏ đi nha. Thì ở đây chúng ta thấy why nó chuyển rồi, chúng ta phải nhớ cấu trúc chuyển đổi câu bị động, câu chủ động sang câu bị động. Why này là tân ngữ chúng ta, người ta đã đưa lên trước rồi. Bây giờ vấn đề xét thứ hai của chúng ta là phải xét chủ ngữ trong câu nha. Chủ ngữ trong câu chủ động ở thì gì đây? Make ở thì hiện tại đơn. Nha. Về cấu trúc chúng ta áp dụng sẽ là gì? People đây chúng ta sẽ bỏ luôn nha. Nhớ people không có cần by people nữa, chúng ta bỏ luôn, không cần phải chuyển sang câu bị động. Thì ở đây chúng ta thấy make này là hiện tại đơn, vì vậy chúng ta sẽ dùng cấu trúc bị động cho hiện tại đơn sẽ là am, is, are và động từ ở cột thứ ba nha. Rồi bây giờ chúng ta thử nào, why nữa là danh từ như thế nào. Sau khi xét được cái cấu trúc này, cấu trúc cơ bản này thì chúng ta phải xem chủ ngữ nha. Chủ ngữ ở đây là số ít hay số nhiều. Why là danh từ không đếm được số ít thì về chúng ta sẽ dùng is. Và lúc này chữ make ở cái động từ chính ở trên câu chủ động này chúng ta phải chuyển sang cột thứ ba của cột động từ bất quy tắc. Chúng ta thử làm nè. Why ở đây chúng ta có là make, made and made. Thì chúng ta sẽ chuyển áp dụng công thức và dùng động từ là chúng ta có thể chuyển được cái câu này. He made from grapes. Why he made from grapes. Rồi, làm thêm một câu về cái dạng này nữa nha. They sold that old house last month. Tương tự ở đây người ta lại cho that old house trước rồi đúng không? Cho that old house trước rồi. Vì vậy
ở đây là tân ngữ rồi, chúng ta cũng tương tự chuyển đổi như cái bước lúc nãy là xác định cái thì quá khứ đơn dùng câu bị động ha, ở thì quá khứ đơn. Và last minute này nó là trạng từ chỉ thời gian sẽ đưa kèm xuống nha. Rồi, sell shoulder, những cái này chúng ta học hoặc là chúng ta làm bài tập nhiều thì chúng ta sẽ nhớ nha. Vì vậy câu này chúng ta sẽ viết lại là was sold by them này chúng ta có thể viết hoặc là có thể bỏ nha. Last month. Rồi, 3, câu số 3. Cũng tương tự nhưng mà câu này nó lại ở thì gì? Tương lai, ở thì tương lai đơn. Thì chúng ta cũng xác định cấu trúc của thì tương lai đơn. Sau đó chúng ta sẽ xác định từ build này chúng ta sẽ chuyển sang cột thứ ba nha. Và câu này chúng ta sẽ viết lại là a new school will be built next month. Rồi, đây là một cấu trúc với go into. People are going to build a new library in the area. À đây có a new library và có cụm giới từ in the area chỉ nơi chốn. Thì ở new library à, người ta đưa ra trước rồi nha. Thì chúng ta cũng áp dụng cấu trúc be going to. Sau đó là be verb 3. Và chữ build này lúc nãy chúng ta chuyển rồi chúng ta nhớ rồi nha. Build built. Và chúng ta sẽ viết lại câu này là a new library is going to be built in the area. Nhớ là cái thành phần ở phía sau này chúng ta phải viết vào cho câu nó đầy đủ, không được bỏ đi. À, câu số 5. Câu số 5 là cái dạng câu mà chúng ta thấy có hai tân ngữ. Có hai tân ngữ. They have given me two interesting books. Me là tân ngữ gián tiếp và two interesting books là tân ngữ gián tiếp. Ở đây người ta cho câu viết lại bằng I thì rõ ràng người ta đã đưa tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ của câu. Thì câu này chúng ta sẽ chuyển đổi như thế nào? Này đưa I, I lên trước ha. Have given ở đây là thì gì? Hiện tại tiếp à, sorry hiện tại hoàn thành nha. Thì chúng ta nhớ hiện tại hoàn thành thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc gì? SB cộng verb 3 verb ED, OD. Đây là câu chuyển đổi mà nếu mà tân ngữ trực gián tiếp lên làm chủ ngữ nha. Tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ. Và ở đây chúng ta cũng phải nhớ thêm là have has been cộng verb 3 verb ED nữa thì chúng ta có thể viết được câu này. I đã được chuyển rồi. I thì chúng ta phải dùng cấu trúc gì? Have have nha. Đưa have xuống. Been. Và lúc này chữ given này người ta đã chia sẵn cho mình rồi, mình đưa xuống thôi. Và nhớ two interesting book này, nó là tân ngữ trực tiếp đi ngay sau động từ. Viết kèm theo đi ngay sau động từ. Vì vậy chúng ta sẽ có câu này là I haven't given two interesting books. Rồi các em đã nắm rõ được cái phần ngữ pháp về thì về câu bị động và các cái bài tập liên quan. Bài tập hôm nay, bài học hôm nay là kết thúc. Xin chào các em.